Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Mỹ Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Vườn. Thì hôm nay mình đi ra vườn ở trước nhà để mà dọn dẹp cái khu vườn ở trước, những cái hộc bông ở phía trước nhà qua những cái ngày đông đá lạnh vừa qua. Thì bây giờ mình thấy những cái cây bông cúc màu vàng này nè, bông nó rất là bự, nở rất là đẹp. Mà hôm bữa trước khi vô đông đá là mình đã rải hộp, bữa nay nó lên nè, rất là nhiều luôn. Nó sống qua được những ngày đông đá vừa rồi luôn. Tuy nó có hơi quéo mấy cái lá nhưng mà nó cũng ok, không có bị chết. Thì bây giờ cũng chưa hẳn vô mùa xuân nhưng mà mình thấy nó phát triển mạnh nè, nên mình sẵn mình dọn dẹp cái khu vườn luôn. Mình thấy đất nó khô nữa. Rồi những cái cây bông này nè, nó đang bắt đầu chuẩn bị có bông. Thì nó đã lên cây cao bự vậy nè. Cái bông nó đẹp không cô chú anh chị các bạn? Đó, ngay cả tulip mình cũng thấy nó cũng lên luôn rồi nè. Nên bây giờ mình phải tranh thủ đi dọn dẹp, nhổ cỏ nè, rồi xới đất, rồi mình bỏ thêm đất thêm vô cho những gốc hồng nữa. Để chuẩn bị, mình thấy những cây bông hồng bây giờ nó cũng đâm đọt luôn rồi nè. Thì khoảng 10 ngày trước, 10, 11, 12 ngày trước mình đã cắt hết mấy cái nhánh hồng này để cho cái đọt nó được mập ha. Nếu cô chú chị bạn trồng bông hồng mà mình để cái nhánh nó cứ cao nghiệu nghiệu lên á, khi đầu xuân vô á, mà mình không tỉa cái nhánh nó bỏ bớt thì những cái đọt này nó ra nó sẽ ốm yếu lắm, nó ra cái bông không được bự. Thì đây là những cái bông hồng mà đơn á, rất là bự nha cô chú chị các bạn. Mà đây là đủ màu hết luôn, màu hồng, màu cam, màu vàng, màu đỏ. Nên bây giờ mình thấy nó đâm mộng á, là mình đã cắt cái nhánh ở trên. Cũng là một cách để mà ươm nhánh hồng. Nếu cô chú anh chị các bạn muốn ươm nhánh hồng thì phải lựa cái mùa này nè. Mình cắt ngang á, sẵn mình bỏ đó cô chú anh chị bạn. Thì mình lấy những cái nhánh đó mình ghim xuống đất, mình tưới nước ẩm ẩm á, là nó sẽ lên thành cây mới nha. Và đây là những cái nhánh mà hôm bữa mình tỉa xong rồi cái mình ghim xuống đó. Bữa nay mình thấy nè, mấy cái mọng của nó cũng được cái lá xanh rồi. Mình nghĩ là nó có rễ, nó sống rồi đó cô chú anh chị bạn. Đây là cái mùa mà thuận tiện để cho mình ươm nhánh hồng nha. Rồi tất cả những cái này bây giờ nó đã ra đọt hết trơn rồi. Cũng như là cô chú anh chị bạn nhìn thấy ha, cây bông đào bữa nay mùng 5, mùng 6 Tết đó, Tết Việt Nam mình á, bữa nay nó mới chịu nở bung cái màu đỏ ra luôn. Hôm bữa nó chỉ là nụ thôi. Còn đây là cái hộc mà bông quệ. Quệ này là quệ đỏ nha. Thường thì là nó nở mùa lễ Easter đó. Thì bữa nay mình thấy trên đọt của nó ra lá rồi nè. Nếu mà giờ mình không dọn dẹp sạch sẽ đó thì vài bữa mình làm nó sẽ gãy hết cái lá, nó uổng lắm. Còn cái bông nó sẽ bên hông cái củ nó mọc lên nha. Còn đây là cây đại tướng quân nè. Hôm bữa mùa đông mình dùng cái thùng này nè, mình úp nó lại, mình che nó lại ba cái đọt nó. Bữa nay á, cô chú chị bạn nhìn thấy nó lên lại ha. Hôm mùa hè nó bông nó đẹp lắm luôn á, mà bông nó rất là thơm. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình sẽ dọn cào hết những cái cỏ. Mình dọn dẹp khu vườn á, là mệt nhất là mình cào cỏ, nhổ cỏ đó cô chú anh chị các bạn ơi. Cỏ nhiều lắm, xới đất nè, rồi bỏ đất mới vô. Cũng như là bây giờ là mùa này là mình có thể muốn trồng bông gì cho mùa xuân cũng được rồi. Mình không biết là còn bị lạnh nữa hay không, chứ bây giờ mình thấy ở Houston, Texas chỗ mình á, là bắt đầu bây giờ nó ấm rồi. Thì bây giờ trước tiên á, là mình phải cào ha. Mình cào những cái cỏ nè, mình nhổ những cái cỏ nè. Mình sợ nhất là cái cỏ này nè cô chú anh chị bạn ơi. Cái bà cây mà cỏ này mình gọi là cỏ gấu đó. Cái rễ nó đi tới đâu là nó đâm ra tới đó cô chú anh chị bạn nhìn ha. Đó, mình sợ lắm luôn á. Mà cứ nhổ hoài mà nó cứ còn hoài à. Đó, bây giờ mình sẽ cào sạch sẽ hết luôn. Thì bây giờ cái hộc này mình sẽ dọn sạch sẽ nó. Sau đó mình sẽ bứng cái cũ nó lên, rồi mình bỏ đất mới vô, rồi một hồi mình sẽ trồng lại. Đây cái cũ của nó nè cô chú anh chị bạn nhìn nè. Nó to như là củ hành vậy đó. Đó, thấy không? Rễ xung quanh quá trời luôn đó. Thì một chút mình sẽ cắt cái rễ mình bỏ. Còn bây giờ là mình sẽ bứng lên hết luôn nha.
và cái mớ cỏ ở trong đó nữa, mình dỡ lên xong mình tấn nó lại rồi mình sẽ nhổ bỏ mớ cỏ đó nữa. Rồi đây, mình mới vừa dọn sạch sẽ ha, nhổ đống cỏ trong đó rồi mình tấn lại. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một ít chất mới vô, rồi sau đó mình mới trồng cái cũ xuống. Thì đây, đây là cái potting mix mà cái loại mình hay xài nhất nè. Cái này thì nó mix sẵn hết rồi, phân và đất và perlite hay là những cái mulch gì trong đây nó có sẵn đầy đủ. Mình chỉ việc mình bỏ xuống là mình trồng là ok, mình không cần phải trộn thêm đất gì nữa hết. Rồi bây giờ mình sẽ xới nó ra. Thì đây là những cái củ bông huệ ha, thì mình đã cắt hết những cái rễ xung quanh, cô chú và bạn nhìn nó như là một cái củ hành vậy đó. Thì trồng y chang như củ hành vậy đó, chỉ việc cắt rễ xung quanh đặng cho nó kích thích ra rễ mới, thì mình chỉ bỏ xuống mình trồng thôi. Thì thường năm nào mình cũng làm cái kiểu vậy hết, mình cũng xới đất lên lại rồi mình nhổ củ lên rồi mình bỏ xuống lại. Thì cái bông này nó thích là cái kiểu mình đào lên và trồng lại. Thì hiện tại mình đã gom sạch rác cũng như là nhổ cỏ. Thì cái đất cô chú chị bạn nhìn thấy nó còn khô lắm ha, cũng như là những cái bụi bông cúc này mình sẽ bứng lên hết. Rồi sau đó mình sẽ cho cái đất potting mix loại bao xanh này mình mới mua ở Home Depot mà nó sale 2 đồng 20 cent đó. Thì giờ mình cái này là mình chỉ cần bỏ xuống là được rồi, cái đất này nó tốt lắm, mình không cần phải trộn gì thêm nữa hết. Thì bây giờ mình sẽ nhổ cái bông cúc này ra một chỗ hết để mình trồng lại cho nó thẳng đường lối á, cho một dãy ở phía ngoài cặp cái gạch thôi, chứ mình không cho trồng ở phía trong nữa. Đó mà tại khi mình rải cái hạt cái nó bay nguyên một chùm luôn, mà cái rễ của nó cứng ghê luôn á. Chắc mình nghĩ cái đất nó dẻ xuống nè nên cái rễ nó ăn sâu nhổ lên cứng ghê, cứng luôn á, nó không muốn lên luôn á. Đó thì giờ nó chen chúc nhau, có bụi nhỏ bụi bự. Thì những cái cây bự này nó bự khoảng chừng gấp 2, gấp 3 là nó sẽ có bông mà. Thì bây giờ mình sẽ cho những cái đất đó vô đó cô chú anh chị các bạn. Mình chia ra mỗi một nơi rồi hồi nữa mình xới dưới đất đó, đất mới với đất cũ mình sẽ trộn chung với nhau. Thì nó sẽ xốp cái đất lên lại. Thì một năm mình có thể bỏ đất vô trong vườn bông này khoảng 2 lần. Thì bây giờ đầu mùa xuân mình bỏ một lần. Rồi vô khoảng tháng 6, tháng 7 mình bỏ một lần. Rồi sau đó mình sẽ cho những cái mulch ở trên để cho nó giữ nước. Tại vì tháng 7, tháng 8 trở đi nó nóng lắm, nên mình cần phải cho một ít cái gỗ, miếng gỗ ở trên đó. Thì nó sẽ giữ được độ ẩm cho những cái bụi bông, bụi cây của mình. Rồi sau khi mình bỏ đất, mình trồng bông cúc theo hàng lối lại thì mình tưới cho nó một ít nước, tặng cho cái rễ của nó dằn xuống đó. Với lại cái đất hồi nãy mình thấy nó khô lắm. Rồi đây, cái hộp cũ lúc nãy mình chưa làm nè. Đó, bây giờ mình đã làm xong sạch sẽ cũng như là mình đã trồng những cái củ huệ xuống lại. Còn phía bên trái của cái nhà thì mình cũng có thêm một hộc nữa, mình cũng đã làm sạch và mình cho thêm đất mới, mình ghim những cái nhánh hồng leo nè, mình cho nó leo. Cái này là mình cắt cái nhánh hồng ở phía sau nhà đó, mình cho đem lên trước mình ghim cho nó lên luôn. Còn đây là hai cái hộc mà có hai cái ót, hai vợ chồng mình đã bứng bỏ hai cái ót hôm bữa mùa thu rồi. Bây giờ đây là những cây bông cúc có một cái hạt của ngò rí bay lên mà cây tốt dễ sợ không. Cái cây magnolia này màu tím nha, mình mua ở Amazon á, mà cái cây nhỏ xíu à, mà 30-35 đô một cây đó. Cây bên đây còn đỡ, cây bên đây thì là màu vàng, cũng magnolia luôn mà mình thấy nó có nụ rồi nè. Đó mà chút xíu nói 2-3 feet mà mình nhìn đâu có thấy cao cỡ 2-3 feet đâu, mà nhỏ xíu mình không biết nó có lớn nổi hay không nữa. Rồi thì mé bên đây giờ nhìn nè, sạch sẽ ha. Rồi những bông cúc mình cũng đã bứng ra, mình trồng nguyên một hàng dài luôn rồi nè. Đó, tưới miếng nước cái đất nhìn nó đỡ khô rồi đó. Thì bông cúc nó chịu lạnh nên cái mùa này còn mát rồi có ấm ấm nữa, nên nó cũng sẽ dễ lên hơn là mình trồng mùa hè. Bông cúc thì mùa hè nó chịu không nổi nha.
nhìn những cái đọt bông hồng nó mới vừa ra cái đọt mới ấy, nhìn nó màu đỏ non nhìn đẹp quá cô chú anh chị các bạn ơi. Đây là những bông hồng mà có những cái bông bự ơi là bự luôn đó, mà nó có nhiều màu lắm, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu cam, nói chung là những cái màu rất là đẹp. Thì đó là một cái xe rác mình mới vừa gom xong, vừa cỏ vừa rác luôn. Và lúc nãy mình có chia sẻ sơ qua với lại cô chú anh chị các bạn đó, là muốn ươm nhánh bông hồng á, thì là mùa này là cái mùa rất là phù hợp để mà nhánh hồng mình ươm nó dễ ra rễ ha. Chứ mình đợi tới mùa hè thì nó nóng lắm, ươm bông hồng rất là khó. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất nhiều đã theo dõi hết cuốn video của mình hôm nay, cũng như đã cùng với mình đi ra vườn để mà dọn dẹp cái khu vườn trước nhà, cũng như là bứng thêm những cây bông cúc ra trồng và bỏ thêm đất mới cho những cây bông ở trước nhà. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn một lần nữa. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye.